Chào bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Coupe bánh 27,5 inch. Thì chiếc xe này đang được bán lên mức giá chỉ có là 7,9 triệu này các bác nhé. Và cái cấu hình của chiếc xe đem lại thì nó hơn cái mức giá này rất là nhiều. Xe thì được trang bị khung nhôm đấy, thương hiệu Coupe, thương hiệu của Đức và cũng cực kỳ nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe rồi đấy. Khung sườn rất là lớn đấy, lát nữa em sẽ đo size của chiếc xe này sau các bác nhé. Đấy, khung sườn rất lớn, form dáng cực đẹp, khung nhôm đến từ thương hiệu Coupe. Vành bánh 27,5 inch, sử dụng quả lốp của CST cộng với vành. Xe được sử dụng là vành đến từ thương hiệu Mavic các bác nhé, một cái thương hiệu mà các bác chơi xe thì cũng rất là quen thuộc rồi, Mavic hiệu Pháp. Và cái vành này được sản xuất made in Taiwan luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy vành bánh 27,5 inch, bản lốp của xe là 1.95 các bác nhé. Cấu hình máy đến từ thương hiệu Lovatec, thương hiệu cũng rất là có tiếng trong thị trường máy của xe đạp thể thao. Lovatec bánh này là bi vòng khối lổ các bác nhé, khối lổ. Bên trên phần vi đông thì xe được sử dụng bộ vi đông carbon, vi đông carbon đến từ thương hiệu FSA, thương hiệu phụ tùng rất là nổi tiếng của Mỹ này. Đấy, carbon các bác nhé, các bác có thể nhìn vân carbon đây. Đó. Và chiếc xe này được trang bị một cái cụm phanh rất là đẹp, đây, cụm phanh và cái heo dầu đây nhé, cái cốc để dầu đây các bác nhé. Đấy, nhìn rất là chất lượng, đây, phanh dầu. Thì xe này được sử dụng bộ group, cái bộ group chuyển động của Shimano model Antut với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Giảm sóc này là giảm sóc dầu thủy lực nguyên zin theo xe. Đấy. Máy ở trước cũng Novatec bi vòng đây các bác nhé. Đấy, con xe quá là ngon rồi, mức giá chưa đến 8 triệu. Full đồ chơi cho các bác chơi xe luôn. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây. Và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì size của chiếc xe đo từ đơn trục đạp định khóa yên là 46 cm từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Thì xe sẽ mở các bác đi từ khoảng 1m70 đến 1m80 thì phù hợp. Và chuyển động của xe đây các bác nhé, chuyển động là Shimano Acut 9 tầng lít và 3 đĩa. Xe 27 cũng khác nhau. Đó, thì các bác có thể nhìn trên hình đánh giá rất tầm một. Không vô lỗi nào. Đó, đi vòng cuối lỗ, thế nào rất là hay. Thì chiếc xe đang được bán lên mức giá cho là 7,9 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền vào bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh.
Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.